Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng cả nhà lại quay trở lại với kênh Hàng Nhật của em. Em tiếp tục có video mới cho ngày hôm nay và sẽ có một cái chương trình khuyến mãi hấp dẫn nữa cho ngày 13 tháng 9. Những cái sản phẩm trong video này thì em sẽ có chương trình khuyến mãi đồng giá là 200.000 đồng cho một mã sản phẩm. Và số điện thoại của em thì vẫn có để ở dưới góc phải màn hình. Anh chị có thể nhắn tin hoặc là gọi điện thoại, hoặc là tiện nhất thì mình kết bạn Zalo với em để mà mình chốt món hàng mà mình ưng ý nhất. Và shop em thì có thu phí ship anh chị nha. Em sẽ có thu phí ship đồng giá là 20.000 đồng cho một đơn hàng. Và trong ngày hôm nay thì anh chị mình có lựa chọn chốt được một vài cái sản phẩm thì em sẽ gom lại ha, gom đơn lại và chỉ đi một đơn hàng thôi và chỉ thu một lần phí ship 20.000 đồng thôi. Đầu tiên thì em đang có một cái cặp này là bằng da tổng hợp phối với lại vải nhung. Cái này rất là xinh, độ mới siêu cao luôn. Cái này các anh hoặc là các chị mình đi dạy học hay là mình đi làm gì đó, mình đựng giấy A4 ha, thì mình xài cái này. Laptop thì mình nghe giùm em cái kích thước nè, tại vì laptop nó có nhiều kích cỡ á. Size ngang của cái này là được 38, cao lên là được 26 nè, độ dày của nó sẽ được có là 5 38, nhưng mà mình còn sơ cua là nó còn phải hai bên nó phải xích vô một chút thì mình mới để vừa, thì cho nên là cái lắp của anh chị nè từ 37 đổ lại thì mình để vừa cái túi này nha anh chị nha. Mẫu này thì mình chỉ xách tay thôi, không có dây đeo ha, không có thiết kế dây đeo. Em thấy cái này thì nữ xài đẹp, nam mình thích mình vẫn xài được luôn, tại vì nó cũng unisex anh chị ha. Rồi bên trong nó như vậy, rộng rãi. Chốt giùm em mã là 201 201 giùm em anh chị nha, cho cái túi này. Rồi tiếp tục, cái này là chương trình em đang khuyến mãi xả kho sale nhanh trong hôm nay đó. Tiếp tục là em có một cái túi này là của Samatha vải nè, vải phối với lại cái quai là quai trúc. Cái này Samatha độ mới khoảng cỡ 82-85%. Mẫu này thì bằng vải mà mình về mình giặt vũ sơ giùm em. Cái này không phải là lông thật anh chị, nó là vải lông ha. Kích thước là được 38 nè, cao lên là được 26. Có nút hít miệng, bên trong là lót vải đó, nút hít miệng bên trong lót vải luôn. Rồi sale siêu nhanh cho anh chị với mã là 202. Máy này bình thường là giá hơn giá này nhiều anh chị nha. Cái này là em đang sale ha, 202. Hàng siêu phẩm da bò, hàng hiệu hoặc là hàng da độc lạ thì anh chị có thể đợi em vào ngày mai. Hôm nay thì em không có lên hàng mới về ha, em chỉ lên hàng sale thôi, không có hàng mới về. Tiếp tục thì em có một cái túi này, foam đeo chéo da tổng hợp, nhưng mà cái này xịn nha. Này không phải dạng thời trang đâu, da tổng hợp nhưng mà nó cũng khá là cao cấp á. Và dây xích thì nó rất là cứng chắc luôn. Em phải để một cái foam lên anh chị mới thấy được cái dáng foam của cái túi. Nhiều khi mình để nó hơi xẹp xẹp mình thấy không đẹp, tại vì hàng những cái hàng sale này thì em ít có độn foam á, tại nó nhiều quá, độn foam không có đủ chỗ để anh chị, cho nên là em ít độn foam á. Nhưng mà khi mình để đồ vô nó chì nó nặng cái túi xuống thì cái túi nó sẽ rất là đẹp, lên dáng đẹp lắm nha. Dây xích là còn vàng ống luôn. Da tổng hợp nhưng mà da xịn nè, không phải là hàng dởm, không phải là hàng thời trang dởm đâu. Rồi nhưng mà vẫn là da tổng hợp nha, cầm cái túi nó nặng tay lắm. Size ngang là 28 nè, nhân với lại 17 nha, 28 nhân 17. Bên trong này có thêm một cái nắp chỗ này nữa. Đó, rất là xinh ha. Rồi chốt giùm em mã là 203 cho cái túi này. Mã 203. Tiếp tục. Đây. Một cái combo. Combo hai cái túi da. Một cái này á, da thì rất là đẹp, nhưng mà cái này là em nghĩ chắc chắn là do không có cái khóa kéo miệng cho nên là anh chị mình không có chốt cái này thôi. Chứ là cái da này rất là đẹp và cái dáng túi nó cũng xinh mà dễ xài, form dáng dễ xài. Khoen khóa nó đẹp dễ thương vậy nè anh chị nha. Size ngang miệng là được 37 nè, cao lên là được 25. Form này mình đeo vai, rồi có khóa kéo miệng đây. Xinh anh chị nha. Rồi em sẽ có bán kèm chung với một cái túi này. Túi này là bằng da tổng hợp và nó có bị chút xíu chỗ này. Đây, da tổng hợp dập vân cá sấu ha, nhưng mà nó có bị bong bong chỗ này chút xíu, mình vẫn xài được thôi, nhưng mà về độ bền thì nó không bằng cái kia đâu. Nhưng mà mình xài thời trang, thời gian hoặc là lâu lâu mình đi đâu đó mình thay đổi nha. Nó có độ cũ, có bị trầy hai ba chỗ. Rồi, nhưng mà nó cũng còn xinh lắm. Combo hai cái luôn đó, coi như là mối kia tặng này á. Size ngang là 27 nè, cao lên là được 23. Chốt giùm em mã là 204 cho cái combo này, 204 ha. 204 cho combo hai cái này. Tiếp theo. Một cái túi vải nè, túi vải này xinh. Túi vải này đeo vai xách tay.
bằng vải. Vải thì mình về mình giặt giũ sơ sơ giùm em, cái tông của nó là màu tông màu nâu, nó trầm ha, cho nên là thích hợp dành cho các chị các cô mình lớn tuổi một chút, là mình xài cái này rất là hợp, phối đồ cũng dễ, độ mới cao. Xoay ngang là 24, cao lên là được 15. Đấy, bằng vải nhưng mà cái này đẹp nha, bên trong lót vải luôn. Rồi, cái này em cũng sale nhanh là 200 ngàn anh chị nha. Chốt cùng em mã là 205. 205 giá 200 ngàn cho cái túi này, bằng vải nha anh chị. Rồi tiếp tục, có cái túi này của Nam, hàng hiệu của Gap. Cái hiệu Gap này cũng khá là nổi tiếng anh chị nha. Đây, cái túi này của Nam, form đeo chéo. Rồi cái này sale nhanh luôn, độ mới cao ha. Nam là nó hiện đại, trẻ trung, bằng vải, độ mới cao, size ngang là được 38 nè, cao lên là được 35. Hàng hiệu của Gap và được made in China. Đây có cái tag Gap nè, made in China ngay đây ha. Rồi có nhiều ngăn, không có lách lỏi chỗ nào hết, nhưng mà nó cũng có qua sử dụng rồi. Đây, dây mình tăng đưa Vivo. Rồi mã là 206 giùm em cho cái túi này. 206 anh chị ha. 206. Tiếp tục. Một cái túi vải nè. Túi vải phối với lại da, hàng hiệu của Agin, này là hàng hiệu nha. Vải phối với lại da foam tot. Size ngang á là được 44 nè, cao lên là được 30. Da bò đó anh chị, chỗ này là vải và cái phần vải thì nó có hơi xuống màu nha. Cái này là hàng hiệu đó. Rồi bên trong là lót vải như vậy luôn. Không có khóa kéo miệng nhưng mà có ngăn khóa kéo nhỏ bên trong. Cái này em sẽ bán kèm chung cho mình với một cái này luôn. Cái này là cái túi da bò màu xanh. Cái này thì da bò thật màu xanh nha. Combo hai cái này. Màu xanh này có khóa kéo miệng anh chị. Da nó mềm ha. Bên trong là lót vải, hàng cũng có hiệu đàng hoàng hết, nhưng mà nó thứ nhất là cái dáng nó hơi lạ, nó hơi to. Đó, và em bán chung với cái túi vải này nha. Cái kích thước của cái túi xanh này là ngang là được 40 nè, cao lên là được 34, mã là 207 giùm em ha. Mã 207 cho cái combo hai cái túi này. Lưu ý là những cái sản phẩm em bán combo thì anh chị mình vui lòng mình chốt theo combo giùm em nha anh chị nha. Em không có đổi hoặc là mình lấy một cái, hai cái trong cái combo đó rồi mình trừ tiền gì đâu anh chị nha. Nó rất là tốn thời gian. Và em đã cố gắng xét combo giá rẻ nhất, dễ mua nhất cho mình rồi anh chị ha. Nên mình thích thì mình chốt luôn rồi em theo combo. Rồi, em có một cái túi túi da tổng hợp dập vân cá sấu. Túi này thì cái foam của nó mềm hơn, nó không có phải là foam merkin, nhưng mà nó cũng đẹp cái này. Tại hôm giờ em không có dồn foam, anh chị không thấy hết cái foam dán của nó. Ta còn cả tác luôn nè anh chị. Đây nè, còn tác còn thẻ luôn nha. Nó rất là mới nhưng mà là không có phải là da thật thôi, chứ không phải là hàng dởm anh chị ha. Mà độ mới cao nữa, người ta làm bằng da tổng hợp nhưng mà mình nhìn thấy cái da nó cũng cao cấp, chứ nó không phải là dễ dễ hư, dễ liều ịu, dễ nổ, dễ gãy gì đâu. Đó, còn ổ khóa nè, còn chìa khóa này. Ổ khóa chìa khóa này dạng như để vậy thôi, hoặc là mình về mình ứng dụng qua cái túi khác, chứ nó đâu có cái gì để gài lại chỗ này đâu. Phom sách nha anh chị. Rồi, ở bên trong thì lót vải có một cái ngăn khóa kéo màu tím này. Đấy, xinh xắn vô cùng luôn. Kích thước của cái túi này về ngang là được 35, cao lên là được 25 ha. Chốt giùm em mã của nó sẽ là 208. Túi này mới lắm, đi làm Bibu. 208 anh chị. Rồi, tiếp tục. Túi màu tím này em sale nhanh luôn. Cái này bằng da bò, foam đeo chéo màu tím đậm. Mấy màu này thì hơi ít gặp, nhưng mà điều cái túi này nó không mới lắm. Phối với lại da bò dập vân rắn anh chị. Size ngang là được 25 nè, cao lên là 25 luôn. Form đeo chéo nha, nhìn cũng xinh. Hàng của Italy, bên trong là lót da. Bên phía sau đây cái da nó mỏng nha. Bên trên này là người ta cũng, mình nhìn thấy nó cũng có mấy cái vết mà kiểu như nó hơi bị khô á. Nhìn nó hơi răng răng như đất mà nó bị nẻ đó, nhưng mà nó không có bị đậm đà mấy chỗ đó đâu đó. Mình chỉ nhìn thấy sơ kỹ mình thấy thôi, chứ nó không có bị ảnh hưởng gì tới khi mình sử dụng hết. Rồi, cái này chốt giùm em mã là 209 anh chị nha. 209 cho cái túi này.
Tiếp tục là cái này của Milatron. Ba lô này là bằng da tổng hợp hàng hiệu của Milatron. Độ mới cũng cao. Này là hàng có hiệu mà nó da tổng hợp và da cũng rất là cao cấp nha. Đấy, cái này của nữ. Form ba lô nhỏ gọn như vậy. Cái này mình lau chùi sạch sẽ là nó ok, này dính bụi thôi anh chị. Và khi gửi cho anh chị thì những cái bụi nào mà em phát hiện em thấy thì em lau sạch hết rồi, anh chị yên tâm. Size ngang là được 28 nè. Ngang miệng cao lên là 28 chứ, ngang miệng là 16 nè, ngang đáy là 23. Đây, ba lô khoen khóa nè. Rồi bên trong là lót vải luôn nha. Chốt giùm em cái này mã là 210. 210 cho cái túi này. 210. Tiếp tục là cái túi du lịch này em sale nhanh luôn nè. Cái này hôm trước em bán 300, 300 rưỡi gì đó. Túi này to, to nam nữ thì xài được bằng da tổng hợp. Đó, em sale nhanh 200 ngàn luôn. To lắm, cái này đựng mười mấy bộ. Các anh mình xài cũng được, tại cái màu nó dễ xài lắm anh chị. Độ mới này cũng khoảng được tám mấy phần trăm. Nhưng mà nó không phải là da thật nha. Nó là da tổng hợp thôi, không có phối da thật chỗ nào hết. Size ngang đáy là được 48. Cao lên là được 30. Độ dày của nó là được 28, 29. Mã là 211 anh chị ha. 211, cái này em sale nhanh. Cái này hôm trước em mới mới bán hình như là 300. 211 cho cái túi này. Rồi tiếp tục. Tiếp tục là em có cái túi này bằng da bò. Túi này thì độ mới cao bằng da nữa. Nhưng mà cái lót của nó là lót phun sơn và nó hơi ẩm ẩm á, cho nên là em bán sale luôn. Chứ cái này độ mới còn đẹp lắm. Form công sở đeo quai dài nè anh chị. Da bên ngoài là màu kem rất là xinh trần chám luôn. Kích thước của cái này bề ngang miệng là được 32 nè, ngang đáy là được 34, cao lên là 27, có khóa kéo miệng, có nhiều ngăn. Đây, cái chỗ này nó hơi bung keo nha. Và bên trong này đó, mình sợ nó không có dính đồ, nhưng mà khi mà mình thấy á, thì mình để ý mình thấy nó cũng hơi hơi ẩm ẩm á. Cái này chắc là mình lấy cái phấn á. Em thấy người ta ghi là lấy cái phấn rồi mình thoa sơ qua một lớp thì nó sẽ khô lại nha. Rồi, mã của nó sẽ là 212. Cái này là hàng sale luôn, chứ nó còn đẹp lắm nha anh chị. 212, form công sở bằng da bò. Tiếp tục. Class này là bằng da bò hàng hiệu của Đức, Gonfil nè. Gonfil đợt này em về cũng được một ít anh chị ha. Nhưng mà điều cái này thì nó về trước và cả nó cũng có độ cũ. Đó là class cầm tay da thật nha. Da rất là xịn, da của Đức rất là xịn luôn. Nhưng mà cái này nó cũ, khoảng cỡ 70% thôi. Không có rách lỗi nhưng mà có độ cũ. Rồi bên trong là lót vải nè, có nhiều ngăn khóa kéo ha. Khoen khóa thì dập Gonfil đây. Có dây đeo nè, cái này thì nó bị oxy hóa nhiều. Không có rách lỗi nha, bằng da thật. Size ngang là được 25 nè, cao lên là được 19. Rồi, em chốt cho mình với mã là 213. 213 cho cái túi này. Tiếp theo. Rồi cái túi màu tím nè, túi da bò màu tím rất là xinh. Xách tay nha, độ mới cũng cao, màu tím. Tím này cũng lạ luôn. Tím này nó hơi khác với cái tím đeo chéo lúc nãy nha, nhưng mà nó vẫn là tông tím, tông màu tía. Size là 22, cao lên là được 19, độ dày của nó là 4. Gắn sắt nha anh chị nha, bên trong lót vải xinh xắn luôn. Rồi, mã là 214 cho cái túi này. 214. 214, túi này xinh lắm, dễ thương. Tiếp tục, một cái chiếc túi da bò dập vân cá sấu form hình thoi. Da bò dập vân cá sấu xinh xắn nha. Cái này hàng hiệu đó anh chị. À không, nó không phải là hiệu rồi. Hôm trước em nhớ nó có cái hiệu đâu đây nè. Rồi nó là da bò dập vân cá sấu ha. Nhìn nó lạ lạ, win win, cổ cổ. Độ mới khoảng cỡ 80, 79-80%. Viền này này kia nó cũng có hơi hơi sờn, trắng trắng nhẹ nhẹ. Cái này mình đánh xi nó cũng hết, hoặc là mình để thôi nó cũng không sao. Tại vì cái da nó bóng bóng thì nó cũng lướt được những cái chỗ đó anh chị. Sách thôi, size ngang là 44 nè, cao lên là được 30. Cái này lúc nó mới về là giá 600-700 ngàn gì lắm đó anh chị. Rồi em sale ha, sale nhanh. Mã là 215 cho túi này. 215 này lạ lắm, không có cái thứ hai đâu. Mã 215. Tiếp tục là cái này là da dập dập vân, da tổng hợp dập vân trăng. Nhưng mà nó xinh đó. Xinh nè, màu cũng đẹp. Độ mới cao.
xoay ngang là được 37 nè, cao lên là được 18 anh chị. Có khóa cái miệng đây, bên trong là lót vải luôn, hàng hiệu của Japan ha, lót vải dập hiệu Japan luôn. Form này mình xách tay đeo vai cũng được. Cái này em đang bán là 300 đó, và em khuyến mãi là 200 cho ngày hôm nay nha. Mã là 216. Nước hoa hôm trước em có hứa hẹn với anh chị thì hôm nay nó có về hàng rồi. Giờ em sẽ làm giá và làm cái video giới thiệu với anh chị nha. Đợt này thì cũng đa số là những cái mùi hương của nữ và trung niên anh chị. Tại vì khách của em cũng đa số là các chị các cô mình hơi lớn tuổi rồi. Những cái mùi trẻ trẻ thì hiện tại đợt này không có. Và của nam thì cũng hình như có một hai chai gì thôi, thì em sẽ giới thiệu từ từ ha. Rồi, vải phối với lại da, form sách tay đeo vai, độ mới cao, vải này là vải bố, size là 29 nè, ngang đáy là được 33, cao lên là được 23. Rồi có không có khóa kéo miệng mà nó có nút gài nha, và có ngăn khóa kéo nhỏ bên trong. Cái da này xịn nha, cái này em đang bán 350 đó. Rồi sale nhanh cho anh chị luôn, mã là 217 ha, 217 cho cái túi này. Hàng mới em về liên tục anh chị, cho nên là những cái sản phẩm của đợt trước như vậy là em sale nhanh, chứ không có nghĩa là hàng dởm, hàng cũ, hàng hư đâu nha anh chị nha. Nhưng mà dĩ nhiên hàng sale 100.000, 200.000 thì nó không có thể nào mà như hàng 1-2 triệu được. Có cái là mình vẫn xài ok với mức giá rẻ này thôi, chứ nó không phải là 100.000 mà cái hàng nó mới như hàng 2 triệu thì không thể nào có anh chị ha. Rồi cái này, cái này bằng da tổng hợp nè. Cái quai nè, mình nhìn thấy cái dấu vết người ta có dán hơi cứng cứng ngay đây. Cái này chắc là cái chủ cũ người ta kiểu mình kỹ á, người ta dán thêm vô đừng cho nó chắc anh chị. Độ mới cái này nếu trừ điểm này thì nó khoảng cỡ 79-80%. Size ngang miệng là được 19 nè, cao lên là được 20. Form đeo chéo nha, dây thì mình có thể tăng chỉnh được. Tất cả nó đều là da tổng hợp anh chị nha. Cái này hàng hiệu. Rồi bên trong thì có một ngăn khóa kéo nhỏ ha. À không, có ngăn khóa kéo nhỏ luôn nữa, có ngăn nhỏ bên đây. Rồi đậy cái nắp lại như vậy. Rồi cái này để em tìm thêm một cái nữa em bán chung combo với cái này đi, với cái túi này, túi hạt cườm. Hạt cườm này độ mới cũng còn cao nhưng mà cũng có sử dụng rồi, nó to. Này mua cho các dì, các bà đồ mình xài, đựng đồ cũng được nhiều. Cái cớp cũng còn xinh lắm ha. Size ngang miệng là được 20 nè, ngang đáy là được 28, cao lên là 20. Chốt giùm em mã là 218. 218 cho cái này. Combo hai cái nha, 218 cho cái combo này. Rồi tiếp tục. Cái túi vải, túi vải du lịch này thì em có hai cái, giá là 200.000 một cái anh chị. Túi này nam nữ đều xài được, nữ xài mẫu này cũng đẹp tại vì cái màu nó dễ xài. Nhìn nó cũng sang anh chị, ta bằng vải nhưng mà nhìn nó cũng hay hay á. Xách nó gọn nhẹ. Như vậy ha. Mẫu này thì mình đựng được khoảng từ 5 đến 6 bộ đồ. Ngang là 37 nè, nhân 40, nhân với lại 17, dán xách thôi, không có dây đeo bên trong lót vải, có khóa kéo luôn. Nói chung độ mới cao. Mã là 219 nha. 219 này em có hai cái ha. Rồi tiếp tục. Một cái bút két này bằng da, da bọt. Da này nó hơi, kì mình nhìn thấy nó có hơi nhăn nhăn ha. Da nó mỏng anh chị, không có rách đâu nhưng mà nó có nhăn, góc cạnh có sờn. Form này form đeo vai, bút két, bút miệng á. Size ngang 15 nè, ngang đáy là 24, cao lên là được 25. Rút miệng như vậy, bên trong thì là lót da. Rồi form này là form đeo vai anh chị nha. Nhìn tổng thể bên ngoài thì còn rất là đẹp á, chứ không có bị cũ kỹ xấu xí gì đâu. Rồi cái đó thì em sẽ có thêm một cái túi này em bán kèm theo. Một cái da tổng hợp màu hồng này, cũng như là bán cái kia tặng cái này ha. Size ngang là 25, cao lên là 20, độ dày là được 10. Da tổng hợp màu hồng này một số chỗ nó có bị bong, bị bong cái trắng trắng này nha anh chị nha. Tổng thể nhìn cũng còn xinh, mình xài được cũng thời gian nữa anh chị ha. Rồi bên trong là lót vải, combo hai cái này, mã là 220. Combo hai cái mã 220 anh chị. Tức là đồng giá 200.000 một mã. Tiếp theo. Cái túi vải nè, vải phối với lại da tổng hợp. Cái này độ mới cao. Vải dạ đó, vải dạ tuyết á. Có ánh ánh nhũ nhũ ha. Độ mới này cũng cao lắm, form là form xách tay đi hoặc là kẹp nách. Ngang đáy là được 36 nè, cao lên là được 17 nè.
Quay này là quay da tổng hợp luôn, bên dưới là vải. Rồi có cái cham, cái gương nè, có khóa kéo miệng. Rồi cái này em đang bán 300 đó. Bên trong lót vải sạch đẹp, cái này dường như chưa xài nhưng mà nó có dính dơ một chút chỗ này. Đâu rồi? Đây này. Cái này em nghĩ chắc là mình giặt nó có thể ra đó anh chị ha. Rồi dính dơ chút xíu vài đốm kiểu như để tới để lui á. Mã là 221. Sale luôn là 200.000. Mã 221 giùm em. Rồi tiếp tục. Túi này là hiệu ghi chữ là Valentino bằng da tổng hợp nha. Không có vải là da thật nha. Size ngang đáy là được 30. Cao lên là 21, độ dày là được 14. Form này là form sắt. Khoen khóa có độ oxy hóa nha, bên trong là lót vải. Cái này thì không có lỗi nhưng mà cái chất liệu của nó là da tổng hợp anh chị, và cái phần phần khoen á nó có một số oxy hóa nhất định rồi. Nhưng mà nó cũng còn rất là ok ha. Kích thước thì chưa đo phải không ta? Ngang là 30 nè, cao lên là được 20. Độ dày là được 13. Cái này là foam sắt nha. Em xem có cái nào em bán kèm chung với cái này. Cái này. Đây, có một cái túi da tổng hợp màu trắng. Này da tổng hợp anh chị. Nhưng mà cái da nó dày nha, da nó dày vậy nè, nhưng mà da tổng hợp thôi. Form đeo chéo màu trắng như vậy ha. Trắng này nó cũng xuống vài điểm rồi, xuống khoảng 3-4 điểm rồi. Còn chỗ này nó có bị sờn chút xíu chỗ cái quai mặt trong. Tức nghĩa là bình thường thì màu trắng tươi mình mới mua về là 10 điểm thì bây giờ nó có 60 điểm thôi. Nhưng mình vẫn xài được nhưng mà vẫn có độ cũ ha. Form đeo chéo. Size ngang là 25 nè, ngang đáy là được 27, cao lên là 20. Combo này mã là 222 giùm em nha. 3 số 2 á. 222 combo hai cái này. Tức là cả hai cái này đều giá là combo hai cái giá là 200.000. Lưu ý là em không có thay đổi combo, không có đổi cái này qua cái kia hay là không có tách lẻ ra bán cái trăm đồ gì đâu đó anh chị nha. Anh chị vui lòng mình chốt theo combo giùm em ha. Rồi tiếp tục, một cái túi du lịch vải nè, phối với da tổng hợp. Màu này nó đẹp. Cái này chắc anh mình xài được, nó bị mất dây rồi. Form dáng này nó cũng vừa xài lắm, đi du lịch rồi này kia là ok. Nó bằng vải thì mình xách nó gọn, nó nhẹ thôi. Khoảng từ 7-8-10 bộ đồ ok ha. Tùy mình xếp vô thôi, có chỗ móc dây nhưng mất dây. Vải phối da tổng hợp. Độ mới cao, size ngang là 44 nè, cao lên là 25. Độ dày là 25, có khóa kéo miệng. Bên trong lót vải sáng sách. Mã là 223. 223 cho cái túi này. Rồi, tiếp tục. Một cái túi vải phối với lại da tổng hợp. Vải phối da tổng hợp độ mới này khoảng 80%, có khóa kéo miệng. Bên trong là lót vải nha anh chị nha. Kích thước của cái này, size ngang là được 33, ngang đáy là được 32, cao lên là 23. Kèm theo đó là một cái túi vải này luôn. Hai cái này đều vải hết. Nhưng mà cái vải này là vải hiệu nè. Vải hiệu hiệu này là của Lê Sportsac. Cái này là hiệu của Mỹ và được made in USA luôn. Cái này khi mà các anh chị mình đựng đồ vô á thì nó cái form nó phồng ra nó đẹp lắm. Cái này là do em không có độn cái form lên, mình không có thấy được cái dáng túi nha. Chị đợi nhìn em tí nha. Cái này các anh mình xách cũng được, mình đựng quần áo cũng được hai bộ, hoặc là mình đựng đồ linh tinh. Vậy là nó sẽ phồng lên, nó như cái hình hộp á anh chị. Đây. Đó, đại diện vậy nha. Rồi, khi mà mình để đồ vô thì nó sẽ phồng vậy. Mình đựng quần áo cũng được khá là nhiều, tại cái dáng mình nhìn nó nhỏ thôi, chứ người ta cũng ứng dụng được nhiều lắm. Gọn ha, vải dù gọn. Hàng hiệu Lê Sportsac, hàng được made in USA luôn. Cái này em đang bán là 280 hay gì đó. Ngang miệng là được 28 nè, ngang đáy là được 34, cao lên là được 26, và độ dày của nó sẽ được 12. Hôm nay em sẽ bán combo hai cái túi này. Đấy, combo hai cái này. Giá mã của nó sẽ là 224 anh chị nha. Đồng giá thì em có để ở dưới cái chương trình, thường cái chương trình khuyến mãi là em để ở dưới cái ô màu xanh này. Anh chị nếu mà mình lâu lâu mình vô mình coi thì mình có thể xem cái chương trình chỗ đó ha. Còn nếu mà không có thấy ghi chương trình gì thì là hàng mới về, hoặc là hàng tính giá từng cái. Mấy chương trình sale combo như vậy là em cố tình là muốn bán nhanh đợt hàng cũ để em khui hàng mới. Rồi, chứ cũng không có lỗi gì đâu.
có đồ cũ thôi chứ không lỗi ha, tại hàng si mà. Rồi cái này là bằng da tổng hợp hàng hiệu của Case Bay New York, hiệu này là hiệu của Mỹ, da tổng hợp nha. Nhưng mà nhìn cái da nó rất là xịn, có chùm tua rua xinh nữa nè, khoen khóa sáng trưng luôn, màu kem. Size ngang ấy là 32 nè, ngang đáy là 35, cao lên là 28. Bên trong ấy là lót vải nha, cái lót vải nó có hơi dính dơ một chút. À, có khóa kéo miệng luôn. Rồi cái này em sẽ bán chung với cái này, cái Pinky Diani này, cũng cái màu, cái tông màu nó tương tự nè. Cái này vải phối với lại da, và cái chỗ da chỗ này trên đây nó có bị răng, răng mấy cái điểm mà người ta bo nè, bên đây cũng vậy luôn, góc cạnh này cũng có sờn vải người ta có xài rồi. Cái này cũng là hàng hiệu, bên trong là lót vải luôn, Pinky and Diani. Do cái túi Pinky này nó không mới lắm nhưng mà mình vẫn xách ok ha, nó bằng vải cho nên là nó không có bị bong bị dột. Rồi anh chị yên tâm, combo này đẹp dễ xài, màu cũng nhu. Size ngang là 33, cao lên là 22. Chốt giùm em mã là 225 cho cái combo này. 225 giùm em ha. Combo này ở mã là 225. Tiếp tục. Cái túi vải nhung nè. Túi vải nhung này sale nhanh luôn. Cái này em đang bán hình như 3 400 vậy. Vải nhung mà người ta làm ở chùm hoa này, nó 3D á anh chị. Đó. Rồi, trên nền vải nhung nha. Hoa này là hoa da. Nút hết miệng. Đấy, nút hết miệng bên trong lót vải luôn hay là lót da gì đó. Cái này lót da rồi, màu xanh. Không có khóa kéo miệng đâu. Cái này về mình có thể chế biến thêm tại nó bằng vải, mình dễ chế biến mà. Size 40 nè, nhân với lại 27 anh 8. Này các cô mình quải nó cũng dễ thương lắm. Đó, quải lên thì nó bồng bồng như vậy. Rồi mã là 226 giùm em cho cái túi hoa dễ thương này. Mã 226, túi này nhìn cũng lạ, có duy nhất cái là nó không có khóa kéo miệng thôi. Tiếp tục nè. Túi này là của Valentino, form này đựng khoảng 2 3 bộ đồ. Có hơi đồ cũ nha. Của Valen đó nhưng mà nó hơi liệu yểu ha. Rồi, bên trong là có tag made in Italy luôn. Cái này thì mình mua để mình đựng quần áo thôi anh chị, về thẩm mỹ bên ngoài thì nó không mới lắm, khoảng sáu mấy 7% thôi, nó hàng hiệu nhưng mà nó không được mới, nhưng mặc dù vậy không có rách nha, phần da nó có độ sờn và cái form dáng á nó hơi cứng á, cho nên mình nhìn thấy nó không được hiện đại lắm nha. Rồi size ngang đáy là được 42, ngang miệng nó là được 33, xách tay cao lên là được 23. Em sẽ bán chung với cái túi này. Đây. Đây, anh chị đợi em tí ha. Chưa thấy cái nào phù hợp với combo này. Rồi, túi vải này luôn đi. Hai cái này cũng đều là ghi chữ Valentino hết nè. Cái này còn còn tát luôn. Nhưng mà điều cái này vải phối với da tổng hợp thôi, form hến. Cái này mình đựng quần áo cũng được. Made in China nha anh chị, có độ cũ thời gian chút xíu có dính dơ ha. Rồi form hến sách như vậy. Bề ngang đáy là được 36, cao lên là được 25. Combo hai cái này tựa tựa như nhau nha. Rồi, mã là 227 cho hai cái này. Mã 227. Tiếp theo là em sẽ có cái túi này. Túi này rất là xinh bằng da khắc anh chị. Cái này này mình đựng giấy A4 ha. Hoặc là các chị mình có cái laptop nhỏ nhỏ đó, cái mình bỏ để đứng cho mình xách, nhìn nó rất là vin luôn. Độ mới này là khoảng cỡ 79-80%. Góc nó có hơi sờn nhẹ chút xíu thôi, nhưng mà còn anh chị nhìn thấy người ta khắc đẹp như vậy nè. Chị nào mà có đi làm công sở đâu này kia, mình lấy cái này nhìn nó hay lắm ha. Rồi bằng da bò anh chị, qua xách da bò luôn. Dán túi tót nha. Size ngang là 33, cao lên là được 35. Nút hết miệng đây, bên trong là lót vải. Đấy, xinh xắn và dễ thương lắm. Ứng dụng vô thì nó độc lạ lắm. À, mã là 228 giùm em ha. 228, hàng có qua sử dụng rồi nhưng mà còn đẹp. Mã 228. À, tiếp theo là em có cái túi này. Cái này là của Cót Mỹ nè anh chị. Cót Mỹ này nó hơi dính bụi dơ. Cái này là em chưa có lau thôi. Nó có độ cũ và nó hiện tại nó cũng có hơi dính bụi nữa. Đây này, phần da nó có độ sờn nha. Và nó mấy cái trắng trắng này nó đang dính bụi nha. Cái này khi gửi cho anh chị là em lau sạch sẽ, anh chị yên tâm. Rồi góc này nó cũng vậy, góc này có độ cũ trên da và nó cũng có đang dính bụi luôn. Cái phần vải á, thì nó có xước xước một vài chỗ, nhưng mà cái này là hàng hiệu của Cót Mỹ. Đây,
thì nó có độ cũ như vậy cho nên là mới có giá sale anh chị nhé, chứ mấy này là hàng xịn mà. Giờ sờn cái viền, viền khóa thì còn sáng vàng ống, ở bên trong là lót vải luôn. Rồi có tag code đầy đủ nha, có mã code tag code đầy đủ, lót vải màu tím. Lưu ý là nó có độ cũ bên ngoài nha, không có mới khen nha. Rồi phơm thì phơm đeo vai hoặc là mình đeo chéo, này xài chắc nịch luôn, biết năm nào mới hư. Vải phối với lại da, hàng mà mình chỉ cần nhìn cái chữ này là biết đang xài hàng hiệu liền á. Ngang miệng là được 30 nè, ngang đáy là được 24, cao lên là được 25, độ dày đáy là được 15. Anh chị thấy là trên video là nó cũng có độ cũ như vậy ha, em cũng có báo là nó có cũ nha anh chị. Để thôi mình về mình hụt hẫng cái này nó có cũ ha. Rồi mã của nó sẽ là 229 giùm em, 229 cho cái túi này, không có rách nhưng mà có cũ. 229. Tiếp theo là một cái túi vải của nam, này hơi trẻ, vải dù mà dạng dù dày, phơm dày. Đấy, bên trong nó vậy hết, này mình đựng máy ảnh đồ cũng được. Rồi không có khóa cái miệng đâu, dán lại như vậy nha, dán đeo chéo. Đó, có một cái túi nhỏ kèm theo nữa. Cái này do em không có độn phơm, em chỉ rá rá như vậy cho anh chị xem cái phơm ha. Này mình đựng máy ảnh hay là máy quay, đấy, mấy cái đồ linh tinh ha, nhiều nhiều á, đồ điện tử đồ cũng được. Tại vì cái phơm túi này nó to, như cái túi bác sĩ vậy đó, to như vậy nha. Rồi, phơm đeo chéo, độ mới cũng cao, ngang á là được 35, cao lên là 20, độ dày cái này sẽ được có là 15. Để em coi có cái nào em bán kèm với cái này được không. Rồi anh chị đợi giùm em một tí nha. Em có do là không có cái túi xách nào để kèm mà nó phù hợp thì em sẽ có kèm theo cho mình một cái ví này, là cũng bằng da tổng hợp. Đấy, đáng lý là kiếm thêm cái túi nhưng mà hiện tại là hết túi để kèm theo rồi. Đấy, da tổng hợp ha, mới, này rất là mới nhưng mà nó bằng da tổng hợp thôi anh chị. Cái ví nam, kích thước của cái ví này thì bề ngang là được 11 nè, nhân với lại 10, combo hai cái này, một cái túi một cái ví, mã là 230 cho cái combo này, mã 230 giùm em anh chị nha. Combo này mã 230. Rồi cái này là cái một cái túi đeo thắt lưng, cái này bằng da tổng hợp thôi, màu xanh của nữ, da tổng hợp anh chị ha. Cái này da tổng hợp thời trang thôi, không có phải là da thật nhưng mà độ mới cao. Rồi size ngang của nó sẽ được có là 23, cao lên đó là được 16. Có một cái túi này, túi này là bằng vải nè, vải rất là xinh nhưng mà bên trong nó lại lót phun sơn. Hay này thì hiện tại mình vẫn xài được nhưng mà nó vẫn là lót phun sơn cho nên là em bán sale luôn. Combo hai cái này nha. Rồi bề ngang này là được 29 nè, cao lên là được 20. Combo hai cái này mình chốt giùm em mã là 231 anh chị ha. 231. Rồi em sẽ kết thúc video này ở đây anh chị ơi, và em sẽ cố gắng có thêm một cái video sale nữa nếu mà kịp anh chị ha, và em sẽ thông báo nếu mà có kịp video. Hy vọng là cả nhà mình đã lựa chọn được những cái sản phẩm hàng sale ưng ý trong hôm nay. Hẹn cả nhà vào ngày mai thì em sẽ có tiếp tục lên những cái hàng mới về. Ngày mai thì có hàng mới về anh chị ha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều và hẹn cả nhà vào những video tiếp theo. Bye bye.